Vải thiêu. Đi nhanh nhanh chả chờ tớ gì cả. Giật mình, tại tớ làm bài không được nên tớ phải đi về. Rồi, đi. À này, hôm nay tớ vừa sưu tầm được một câu này rất hay. Tớ đố cậu nói được á. Câu gì, nói đi xem nào. Lúa nếp là lúa nếp non, nó lên lớp lớp lòng lợn non ê. Ê, tớ đố cậu nói được lại đấy. Lúa nếp là lúa nếp. Lên 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 lên. Lúa nếp. Lúa nếp là lúa. Yeah, không nói được rồi. Rồi, tớ bị ngọng, có làm sao đâu mà. Ừ, rồi. Ủa, phải thiếu ơi. Cái gì? Cái gì kìa? Ủa, điều khiển à? Đâu tôi xem là sao điều khiển nằm giữa đường này. Ai đánh rơi rồi? Ờ, đúng cái điều khiển luôn này. Trông lạ thế nhỉ? Ờ. Hai cháu ơi. Ờ, hai cháu cho chú hỏi nhá. Sáng giờ các cháu ngồi đây có thấy cái điều khiển nào nó nhỏ nhỏ như này không cháu? Dạ. Nani? À, không, chúng cháu ngồi nãy giờ ở đây có cái gì nó rơi ở đây đâu. Không có cái gì đâu chú ạ. Chắc chắn là không có. Vâng chú ạ, bọn cháu không nhìn thấy cái điều khiển. Bọn cháu không nhìn thấy cái gì ở đây đâu ạ. Không có cái gì đâu chú. Ở cái thời buổi này ấy, đến cái nịt cũng còn thì làm gì thấy cái điều khiển là chú. Thế là không thấy thật à? Ờ, thế chú cảm ơn hai đứa nhá. Vâng ạ. Chú đi tìm tiếp đây. Mà chú ơi, cái điều khiển đấy là điều khiển gì thế ạ? À, cái điều khiển này của chú cực kỳ xịn sò luôn. Nó nhá, nó có thể biến được đồ ăn bình thường, ví dụ như là chuối này hay là cam quýt dừa hay là cơm kiếc, cháu đều có thể biến thành kẹo dẻo để các cháu ăn. Cái này ngon cực kỳ luôn. Ui, cái điều khiển này xịn thật đấy chú ạ. Thôi hai đứa ngồi nhá, chú đi đây. Vâng, vâng. Chúng cháu chào chú ạ. Chú đi nhá. Chú đi rồi đấy. Đi rồi. Mà này, cậu có biết là cậu lấy đồ của người khác là không được không? Ừ, ai bảo cậu là tớ lấy. Thế sao vừa nãy cậu không cho tớ nói để trả chú ấy? Ừ, chẳng qua ấy, là tớ thấy cái điều khiển này nó hay hay nên là tớ định mượn tạm một hôm, rồi mai tớ trả chú ấy cũng sao đâu mà. Nope. Nhớ là mai phải trả chú ấy nhá. Được rồi, yên tâm, tớ sẽ trả. Đây là điều khiển, như chú nói, đây là điều khiển bảo bối thần kỳ gì đấy. Cái này của tương lai này à. Xịn như này biến mọi thứ thành kẹo dẻo. Mình phải đi test luôn rồi. Đi. Đi. Tình ta như chuối ngả vàng, để chàng đi mất bỏ nàng bơ vơ. Mục tiêu kia rồi. Còn đang ăn chuối à? Nó ghé thôi. Tôi làm quả chuối cho nó đỡ buồn vậy. Để lấy điều khiển lấy đi. Để tớ nhá. Biến thành kẹo dẻo chuối. Kẹo dẻo. Cái gì thế đây? Mình đang ăn quả chuối mà. Mình có nằm mơ đâu. Sao quả chuối của mình lại trở thành cái gì đấy? Chị đã không biết cái gì đang xảy ra kìa. Trông mặt chị tội chưa kìa. Sao tự nhiên nó lại thành kẹo cực diện dẻo như thế này? Nhà mình có ma. Ôi trời ơi. Chị tưởng là có ma. Ôi ôi, nhìn chị ấy cười. Buồn cười quá. Mà thôi, cười đấy là gì? Lỡ chị ấy biết mình ở đây. Ôi kéo đi. Ôi từ từ, ngồi nghỉ ở đây á. Tớ cười tớ mệt quá. Ôi cười không chịu được á. Ôi chảy hết nước mắt. Không ngờ cái điều khiển này hay thật. Ôi dồi, sao lại có trên đời có điều khiển ấn hợp pháp là biến thành kẹo dẻo như thế nhỉ? Cái xịn sò như này á, mình phải tự biến được cái gì của mình nó thành kẹo dẻo để bọn mình ăn nhỉ? Nhưng mà hôm nay tớ lại không có đồ ăn gì rồi. Cậu không có à? Ờ. Cậu quá kém. Đây này, tớ có. Ừ. Cầm lấy. May cậu lại có đồ ăn á.
cho cậu xem nhá. Kinh nhờ. À, chắc lại ăn trộm của mẹ chứ gì. Xin lỗi đi, tớ mà phải ăn trộm của mẹ nữa. Tớ ăn trộm của bố tớ đây. Ủa? Ăn trộm của bố tớ đây. Ui ghê, thế mà cũng đòi đâu. Lấy được cái gì đấy? Tèm tèm. Ui ghê, coca. Cái này mà biến thành kẹo dẻo coca thì ngon thôi rồi luôn. Quá tuyệt vời luôn nhỉ cậu tưởng à. Cậu biết nút cậu ấn đi. Để tớ. 1, 2, 3. Biết. Ui, kẹo rượu coca. Ui sao biến thành nhiều kẹo thế nhở. Này, thôi giờ mình chia nhau ăn đi. Này cho cậu một cái. Tớ một cái. Ngon thế. Ngon quá. Này, bây giờ còn 3 cái. Tớ 2 cộng 1. Không được. Cậu đưa ơi, đưa tớ bảo. Đưa đâu? Tớ chia cho. Nghe nha, cậu nhìn hai cái này này. À, đồ chơi bẩn lắm nha. Còn nửa cậu ăn đi. Chả cần giờ cậu ăn có nước bọt vào rồi cậu cho tớ à. Ngon quá kì. Lại còn khoe nữa. Thôi rồi, đưa điều khiển cho tớ, lần này để tớ đi. Được rồi, đi. Kẹo ngon quá. Chả có ai nhỉ. Này, từ lúc tớ cầm cái điều khiển này nhá, chả có con lợn nào đi qua để trêu cả. Giời ơi, cậu đẹp lắm. Ừ. Có con lợn kia rồi. Cái kia. Lợn cái đầu cậu ấy. Cái chú sáng này mất cái điều khiển cái kia. Ồ, là chú ấy à? Ừ. Khổ quá, mắt cận có nhìn rõ đâu. Mà này, hình như chú ấy vẫn đang đi tìm cái điều khiển hay sao ấy nhỉ? Ừ. Nhìn thấy cũng tồi tội. Tội à? Mà thôi, kệ đi. Kệ nữa. Ừ. Bây giờ cậu đưa điều khiển đây. Để tớ biến cái bánh của chú ấy đang ăn thành kẹo dẻo trêu chú ấy. Đừng, chú đã mất điều khiển rồi. Bây giờ cậu lại còn biến đồ ăn nữa. Khổ thân chú ấy. Ui giời, trêu chú ấy một tí rồi tí mình trả điều khiển cho chú ấy là hoa. Mà vẫn không được. Tại vì nhá, cái điều khiển này vốn dĩ là của chú ấy. Bây giờ mình dùng kiểu gì chú chả biết là mình. Chú biết làm sao được. Bây giờ nhá, mình nhấp vào cái tường kia kìa. Chỉ cần nhá, mình không nhìn thấy chú ấy là chú ấy cũng không nhìn thấy mình luôn. Thật không ấy? Đấy là thuyết tàng hình đấy. Tớ nghe cậu lần này thôi nhá. Đi. Lạ thật đấy. Cái điều khiển to như thế mà tìm sáng giờ không thấy đâu. Làm miếng bánh ăn. Này này này. Hả? Nhìn tiếp vậy. Dùng nút nào đấy? Đây này, cái nút này này. Cái màu vàng này đúng không? Ừ, bấm xong rồi nấp ngay nhá, không chú ấy biết đấy. 1, 2, 3. Có phải mình bị hoa mắt không? Tại sao cái bánh của mình nó lại biến thành cái kẹo dẻo bé tí như thế này? Hay là tại mình tiếc cái điều khiển quá nên là mình ảo nhỉ? Thôi, không sao, đằng nào nó cũng là đồ ăn. Mất sớ cái bánh 100 nghìn của mình rồi. Thôi không sao, ăn tạm vậy. Cái bánh của mình đang to như thế biến thành kiểu dẻo. Mà trên đời này đúng một cái điều khiển có thể biến đồ ăn thành kiểu dẻo là của mình thôi. Sao cô bảo là nấp vào đây không ai biết, chú ấy biết rồi kia kìa. Tớ biết làm sao được. Nhanh lên. Chạy tới, chạy đi. Chạy đường nào? Không biết. Kìa, mình cùng chạy đi, chú đến rồi. Thì ra là hai đứa. À, sáng lấy điều khiển của chú mà chú hỏi không thèm trả lại. Cái tội này á to lắm đấy. Chú ơi, cho bọn cháu xin lỗi ạ. Cháu xin lỗi chú ơi. Chú tha cho bọn cháu đi chú ơi. Không có lỗi lầm gì hết.
mọi sai lầm đều phải trả giá nghe chưa? Vâng vâng. Thế cái giá phải trả là bao nhiêu ạ? Nhà cháu có tiền cháu trả được ạ. Trả cho tớ nữa. Được rồi. Cái giá ở đây ấy không phải là tiền, mà cái giá phải trả là lên phường. Lên phường á? Không được đâu chú. Tại cậu ấy, tớ đã bỏ trả chú ấy đi rồi. Ai mượn cậu cũng ham cơ, cậu thích trêu chú ấy cơ. Này thì con lợn này. Nhưng mà vừa nãy tớ đã bảo thôi rồi, cậu cứ cố tình bảo tớ làm đi. Tại cậu ấy. Cậu bảo đắp vào đây không sao cơ. Thôi. Không có cãi nhau nữa, theo chú lên phường, nhanh lên. Tự nhiên mày lên phường. Thôi rồi giờ đi, tao không bao giờ nghe cậu nữa. Có gì tao trả luôn. Đến cái nịt tao cũng trả, tao không lấy cái gì của ai đâu. Chú ơi, mẹ tao không.